Trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao, Thị Nở đã nấu món gì cho Chí Phèo ăn giải cảm? Cháo cá, cháo gà, cháo hành hay là cháo sườn? Mời em. Tác phẩm này thì em cũng biết và em xin được chọn đáp án C là cháo hành ạ. C, cháo hành. Hoàn toàn chính xác, thì chúc mừng em. Em đã thi Hoa hậu từ năm 2012 và giành ngôi Á hậu. Có bao giờ em cảm thấy áp lực vì danh hiệu đấy không? Không bị áp lực. Em không áp lực. Nhưng anh nghĩ là đôi khi mang một cái danh hiệu sẽ khiến nhiều người cảm thấy áp lực hay căng thẳng. Như em đi máy bay thì em không thể nào mà ngủ trông nó gọi là hình ảnh nó xấu được, đúng không? Nhưng mà em rất là thích ngủ một cách thoải mái, cho nên là em có một cái khăn rất là bự em chùm lên trên đầu em và em cứ ngủ coi như kín mít luôn. Kín mít luôn. Ở đấy cũng là cách, đúng không? Đấy, đôi khi cũng phải tạo ra góc riêng cho mình để được sống đúng thật là mình. Như anh, từ khi đi dẫn chương trình anh cũng sửa tính anh rất nhiều. Và cũng có những áp lực nhất định, tại vì ngày xưa quậy hơn thế, bây giờ thì đỡ quậy hơn. Nên là anh cũng hỏi em xem có cái áp lực hay không, nhưng lại bảo không có áp lực gì cả, thế thì mừng quá. Thật ra là giai đoạn đầu có một chút xíu áp lực anh. Có một chút xíu, tại y chang như những gì anh nói. Là mình cảm thấy là có những cái việc nếu mà người bình thường làm sai á thì không sao, nhưng mà nếu mà mình làm sai thì nó sẽ trở thành một chuyện rất là lớn. Thì lúc đó mình có cái áp lực đó. Rồi đi đổ rác có phải trang điểm rồi mới đi đổ dạ rác? Không, thật ra là em là một đứa khá xề xòa mà. Hồi đó em đi ăn uống với bạn bè em cũng không có make up, cũng mặc quần jean áo thun bình thường. Lúc ấy thì được khen là giản dị. Còn nếu như em chưa phải là Á hậu thì có thể người ta lại bảo đôi khi hơi toảnh toảng. Cái đấy tùy vào góc nhìn thôi. Em nghĩ là em may mắn á. Nếu mà khi mọi người thương mình á thì mình mặc cái gì mọi người cũng thương. Đúng rồi, đấy là cái vấn đề chính. Rồi, chúng ta quay trở lại với cuộc chơi. Em đã vượt qua 5 câu đầu tiên. Phần thưởng hiện tại của em đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của em sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, em sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Kể từ lúc này thì các nhà thông thái sẽ ngừng kết nối với trường quay. Họ sẽ kết nối lại khi em cần đến họ. Em sẵn sàng là với câu số 6 chưa? Dạ, sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 6. Bức tường Việt Nam là một khối thạch nhũ khổng lồ nằm trong hang động nào? Hang Rơi, hang Sơn Đòn, hang Múa hay là hang Đầu Gỗ? Xin mời em. Đây là một từ mà em chưa có nghe. Chưa bức nghe. Bức tường Việt Nam. Thế còn 4 cái hang này thì sao? Em nghĩ hang Múa không có một cái biệt hiệu là bức tường Việt Nam, tại vì nó không quá khổng lồ. Hang Dơi và hang Đầu Gỗ là hai cái hang mà em chưa nghe. Cho nên là chắc em sẽ nhờ đến các nhà thông thái trong câu này. Nhờ đến các nhà thông thái. Vâng, chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái ạ. Vâng, xin chào. Xin chào trường quay. Vâng. Người chơi của chúng tôi đang gặp một chút khó khăn với câu hỏi của chương trình. Hai nhà thông thái sẵn sàng trợ giúp chưa? Sẵn sàng. Chúng tôi đã sẵn sàng. Người chơi và hai nhà thông thái sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Bức tường Việt Nam là một khối thạch nhũ khổng lồ nằm trong hang động nào? Hang Dơi, hang Múa, hang Sơn Đòn, hang Đầu Gỗ. Sơn Đòn. Câu B. Sơn Đòn. Nhanh thế. Quá nhanh luôn á chị. Tại sao em không để đến giây khoảng giây 29 em đổi nói? Ngày xưa có rất là nhiều những cái tranh luận về việc là cái việc thám hiểm hay là du lịch ở trong hang thì có tốt cho di sản không, nhưng mà cái việc bảo vệ những cái thành quả trong hang Sơn Đòn cũng là một trong các hoạt động du lịch được lưu ý. Đáp án B. Bức tường Việt Nam ạ. Chắc chắn đấy. Dạ. Trời, nổi da gà anh ạ. Tại sao lại nổi da gà? Tại vì em nghĩ chắc là không khí trong trường quay và đến cái lúc mà cái kiến thức của mình không hề biết tí nào mà tự nhiên mình lại được một cái giải đáp là chắc chắn như thế. Dạ vâng, em tin tưởng vào nhà thông thái, em xin chọn B, hang Sơn Đòn. B, hang Sơn Đòn. Và phương án B là một phương án chính xác, thì chúc mừng em. Cảm ơn các nhà thông thái. Chúng tôi xin phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Rồi. lúc đầu tôi đã định là đợi đến giây thứ 28, 29 rồi đấy, nhưng mà Quỳ Hương có lẽ là đúng rồi. Có phải là em hơi xúc động không? Không. Hay phải là em vội vàng gì đấy không? Mình phát hiện ra rồi là tất cả các nhà thông thái nam giới khi gặp những người chơi là nữ giới đều có xu hướng thích rèn rứ, và mình thì muốn giải thoát cho cái cảm giác đấy của bạn nhanh nhất là một người đẹp như này. Vậy thì người chơi sau sẽ phải đợi đến giây 29 đi.
Anh chị đã biết là vì sao mà chương trình rất hiếm khi sắp anh chị thành một cặp chưa? Vì là phong cách làm việc của anh chị khác hẳn nhau. Một người thì thích là phải đến cuối, một người thì nói ngay từ đầu. Xin cảm ơn các nhà thông thái ạ. Xin cảm ơn ạ. Giới thiệu với em về bức tường Việt Nam. Đây là một khối thạch nhũ khổng lồ dài hàng trăm mét nằm bên trong hang Sơn Đòn. Đây chính là điểm cuối của hành trình khám phá hang động lớn nhất thế giới. Bạn nào đến đấy rồi thì đều phải có một cái đoạn chụp ảnh ở bức tường Việt Nam. Và rồi, như vậy là em đã vượt qua câu số 6. Phần thưởng hiện tại của em bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng của em sẽ tăng lên là 6 triệu đồng. Em còn 3 quyền trợ giúp nữa. Em sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Dạ, sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Nơi nào ở nước Mỹ còn được gọi là thành phố của các thiên thần? À, Los Angeles, Philadelphia, Chicago hay là San Francisco? Xin mời em. Dạ, Los Angeles. Wow. Em đã đến đây rồi hay sao mà em có em thể chưa đến ạ? Nhưng mà tại vì cái lĩnh vực hoạt động của em là những cái lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thời trang, điện ảnh thì em biết có đọc nhiều. Quyết định cuối cùng là Los Angeles. Phương án A. Chỉ cần đọc lên câu hỏi thôi cô ấy đã ăn mừng rồi, thì không có lý gì cô ấy sai cả. Phương án A là phương án chính xác, thì chúc mừng em. Los Angeles là theo tiếng Tây Ban Nha, cũng nghĩa là Los Angeles. Các thiên thần như kiểu Angel. Anh em mình nhìn thấy thì nó na ná giống giống đúng không? Vâng. Và đơn giản tên của thành phố là các thiên thần, thế thôi. Người ta dịch luôn là thành phố các thiên thần. Và với những gì em biết thì em đã vượt qua câu số 7 cách khá dễ dàng. Phần thưởng của em bây giờ đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng sẽ tăng lên là 10 triệu đồng. Và em vẫn còn nguyên 3 quyền trợ giúp. Em sẵn sàng đến với câu số 8 chưa? Dạ, sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Các loại bàn phím máy tính thông dụng thường có G nổi ở hai phím nào? R và I, G và H, C và N hay là F và G? Xin mời em. Em là đứa chắc ngàn năm rồi em không đánh máy tính. Không đánh máy tính. Tại sao không đánh máy tính? Dạ tại vì em cầm mirror. À. Bây giờ em đếm thử A, B, C, D, E, F, G. Em sẽ dựa vào đâu để đếm? Nếu mà theo bảng alphabet thì cái vị trí phím nổi nó nằm ở giữa A, B, C, D, E, F, G. Ôi nhưng mà nó có, nhưng mà bàn phím nó có theo cái thứ tự mà mình đọc alphabet không nhỉ? Như anh nghĩ câu này là câu khó, rất ít người ở đây để ý rằng dạ, là cái cờ nó nổi lên là phím nào. Dạ. Em chắc là em sẽ nhờ quyền trợ giúp hỏi người đồng hành. Hỏi người đồng hành. Dạ. Vâng ạ, chúng tôi xin mời bạn Linh xuống dưới khán đài để bạn sẽ trợ giúp cho bạn Hoàng Oanh. Rồi, mời hai chị em. Chị có nhớ không? Hình như là F và G. Nhưng mà chị làm việc trên máy tính nhiều đúng không? Tại vì chị làm việc thường xuyên mà. Đúng không? Chị chắc không? Chắc. F và G. F và K. Anh cũng làm suốt nhưng anh không bao giờ để ý là nó phím nào nó có G ấy đâu. Có. Em có biết cái tác dụng của G ấy làm gì không? Em nghĩ là nó thuộc về trải nghiệm người dùng ấy. Tức là nó giúp cho những cái người mà họ dễ xác định những cái phím quan trọng hay dùng hơn. Cảm ơn chị. Em xin được chọn đáp án D, F và G. F và G. Phương án chính xác của câu này sẽ có sau ít phút nữa. Trời. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi gặp một chút khó khăn và cô ấy quyết định là nhờ tới người bạn đồng hành. Người bạn đồng hành đã tư vấn vào phương án D, tức là chữ F và chữ G. Và phương án D là phương án chính xác. Xin chúc mừng mấy chị em. Cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn bạn Linh. Bạn có thể trở lại khán đài. May quá. Người ta cho rằng là các G nổi này giúp cho người dùng máy tính hiện đại xác định được các vị trí của các phím cũng như là cách đặt tay ở vị trí gõ lý tưởng mà chẳng cần phải nhìn vào bàn phím. Nếu bạn nào đã từng học cách gõ 10 ngón thì chắc các bạn sẽ biết là cái cách định vị ngón trỏ ở đâu. Đây là cái cách để gợi ý cho các bạn.